Tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với báo Tiền Phong khai mạc ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ, thu hút gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tham gia. Đây là ngày hội lần thứ 13 mà Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức. Ngày hội năm nay với thông điệp Hiến máu của người, sinh mệnh của bạn và tôi, nhấn mạnh giá trị nhân văn của hoạt động, là sự kêu gọi phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong lực lượng thanh niên, sinh viên và vận động đến các đối tượng xã hội khác tham gia. Với cái thông điệp đó là Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, là một những cái hoạt động rất là mang đầy tính nhân văn và cũng là một những chỗ dựa tinh thần cho các bệnh nhân. Thì tôi hy vọng rằng với cái quy mô của ngày Chủ nhật đỏ sẽ đáp ứng được cái nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Và tôi cũng hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ tích cực tham gia hưởng ứng một cách mạnh mẽ, nhiệt tình để thể hiện được vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tại ngày hội, đông đảo sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế đã có mặt từ sáng sớm để đăng ký tham gia. Hầu như bạn nào cũng phấn khởi khi hiến máu tình nguyện. Hiện nay anh thấy ngày hội đi rất là có ích, nói chung là vui vì giả là em cũng giúp được một phần của đó cho xã hội, với lại là giúp được cho nhiều người về phần cơ, về cũng hiến góp được một chút ích cho nhà nước. Ngoài ra, ngày hội còn thu hút nhiều đoàn viên công an thành phố tích cực đến tham gia hiến máu. Trước khi nghe cái tin mà có được phát động của Ban Công an thành phố Đà Nẵng và lại Thành đoàn Đà Nẵng là được có được hiến máu như thế này thì anh em cũng rất là háo hức, kiểu như là được cho đi một cái gì đó của chúng ta, cho nên là để dậy từ rất sớm, xong rồi cũng ăn uống chuẩn bị để lên đây là điền hoàn thành các thủ tục để vào tham gia ngày hội như thế này. Ngày hội Chủ nhật đỏ tại Đà Nẵng dự kiến thu về hơn 800 đơn vị máu. Được biết trong năm qua, đoàn hội các cấp đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu tình nguyện. Tuổi trẻ thành phố đã hiến được trên 16.000 đơn vị máu, đáp ứng trên 95% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế.